310 này đấy, chuyến bay chuyến 330 của chị ấy. Vâng ạ. Chuyến bay Hà Nội Kit. Thì đây cái biên bản thì em ghi xác nhận lại sự vụ như thế này. Chị đọc qua giúp em. Nếu mà hợp lý thì chị cho em xin thông tin của chị và xin chữ ký vào của chị vào đây cho em giúp em. Ông bà Lê Mạnh Linh, ông bà Nguyễn Thiện đại diện trung tâm khai thác Nguyễn Thị Hồng Nhung. Nguyễn Thị Hồng Nhung là ai đấy ạ? Là chị đây ạ? Chị là đại diện thôi. Còn của chị cho em xin tên vào đây. Chị ghi là đại diện khách hàng ở đây giúp em, xong rồi chị ký cho này xác nhận giúp em. Cùng nhau lập biên bản như sau: trên chuyến bay VN3002 vào tháng 31 tháng 3, hành khách Đặng Minh Nguyệt tổng 53 kg, hành khách đã đóng 1 cân khóa cước tại thời điểm 001, hành khách trên tại Ga Tư Nhân nên lúc kiểm tra thì hành khách tay của khách trên 20 kg, hành tay của khách quá tiêu chuẩn yêu cầu khách đóng hành lý đúng quy định. Tuy nhiên ông Nguyệt từ chối. Em có từ chối đóng ấy đâu nhỉ? Em có bảo là đóng mà, nhưng mà không nói là rõ là em phải đóng bao nhiêu hay như thế nào ạ? Chỉ gọi điện cho em, chị gọi điện ra ngoài đây rồi chị bảo là đã hủy của em ở ngoài đây, thế em không. Nhưng mà lúc em nhận thông tin là chị không ạ, nếu mà đóng thì em đóng từ trong kia rồi, em có đưa tiền cho chị mà, em có đưa tiền cho chị ấy, nhưng mà em bảo là đóng bao nhiêu, chị không trả lời em là em phải đóng bao nhiêu rồi bao nhiêu kg đấy. Chị gọi điện luôn ra đây. Đây chị này ạ, chị này ạ. Không thì chị này chị bảo chị là chị chỉ dẫn chị ra thôi. Còn không ạ, không dẫn em này, một mình em cũng ra đây trước. Nhưng mà một mình em ra đây trước từ từ lại anh để em nói. Rồi ok chị nói đi. Ở trong đấy thì chị bảo là em hỏi là đóng bao nhiêu đấy, em có đưa tiền đấy, thì bảo bây giờ sắp giờ lên máy bay rồi, lúc đấy là 12 giờ 15 phút rồi. Thì chị gọi điện ra đây, chị bảo bọn em đã hủy chuyến của chị rồi, chị sẽ bị cắt không ấy, hành lý là quá ấy, quá khổ như này. Thế em bảo thế thì ra đây, một mình em ra đây ạ. Ra đây thì em có hỏi hai anh ở ngoài kia là bây giờ thủ tục của em như thế nào, em đặt vé khác thì chuyến sớm nhất là bao nhiêu. Anh bảo một mình chạy ra đây sau ấy, thì sau đấy mới gọi chị này ra đây nữa. Phải có nhân viên ở trong đó lo. Thì em giải thích thế này nhá, vì mình đi máy bay chắc chị đi máy bay nhiều đúng không? Vâng ạ, em đi rất chị nhiều. Chị biết quy định xếp tay là chỉ là được 7 kg hành lý xếp tay. Vâng em biết. Và rồi em đóng ở ngoài kia cước. Vì em không có người đúng nhà rồi. Nữa mà những cái đồ đúng của rồi. Em cũng này cũng toàn không kia thì em đóng không, thôi cái có này gì đâu. Em phải giải thích thế này này, vì đóng phí cái việc đóng phí ấy là chị khách hàng phải trực tiếp ra đóng phí ở ngoài phòng vé kia. Vâng ạ, nhưng mà cũng không xác định rõ là được bao nhiêu kg, cũng không cân lên là chính xác là bao nhiêu kg và nói cho em là mức phí là bao nhiêu và em phải ra đây đóng, em không biết ạ. Nên em có đưa tiền ra, em bảo là em không biết đúng có rồi, khi là rồi. Đóng ở trong đó. Đúng rồi. Mà chị bảo em cái là chị hủy vé rồi. Cái việc mà chị đưa tiền ra và nhờ nhân viên ra đóng là hoàn toàn là sai quy định. Thế chị phải bảo em là không được đóng ở đây không, như này là sai thì em biết thì em ra đây đóng, vì lúc đấy rất là muộn rồi, 12 giờ 15 phút. Chị biết muộn đúng không? Chị biết muộn, chị biết muộn, chị biết hành lý xách tay chỉ được 7 kg. Vâng, em biết ạ. Chị cứ biết mà cái việc mà để bọn em mà cần thời gian để cắt lại hành lý của chị dưới kia là bọn em mất khoảng 30 phút. Nếu bọn em không cắt lại của chị ấy, chuyến bay của em và hơn 200 khách phải delay 10 đến 20 phút để đợi các hành lý của chị. Vì vậy em đại diện hãng cái chuyến bay này thì em đã quyết định cắt chị lại, vì để không vì chị mà ảnh hưởng đến khoảng hơn 200 chị này cắt, không phải anh cắt ạ. Chị gọi điện chị cắt luôn chị từ trong kia cắt, rồi ạ. Nhưng mà người ra quyết định là em chứ không phải là chị này. À thế ạ. Vâng thì em cũng đồng ý đúng đấy rồi. Em bây giờ đúng cắt rồi. Là em đồng ý rồi cắt, mà nhưng mà đấy chị đọc cái này nhưng mà em không đồng ý là đúng. em không đồng ý cái câu ở đây là em từ chối đóng, em có từ chối đâu. Ở trong thì em không từ chối và không giải thích cho em rõ ràng. Một mình nhưng em đi ra đây. Em được biết là nhân viên có khuyến cáo chị nếu mà không đủ ấy chị có thể bỏ lại. Và chị cũng bảo là không có người nhà đúng không? Vâng ạ. Em bảo là toàn những đồ rồi, đồ dùng cá nhân của em. Thôi chị cứ về đi, chị ký vào. Cảnh rồi, xong bây giờ em thì lý do là hành lý của khách là quá so với quy định đúng không? Bây giờ cắt lại thì bọn anh cũng về phối hợp ấy thì anh cũng sẽ làm theo yêu cầu bên em thôi, mà anh muốn là cái công tác phối hợp của em ấy là trước khi khách làm thủ tục xuất cảnh thì em phải giải quyết được cái khâu mà hành lý, ví dụ như trước khi mà khách vào đến chưa bục kiểm soát này có nhân viên đứng ở kia kiểm tra bình thường như hồi xưa ở bên KT1 là sẽ có nhân viên kiểm tra hành lý xách tay trước khi vào làm thủ tục xuất cảnh khác rồi vẫn có bình thường là như thế. Thì tới bây giờ khi mà bọn anh nhập số liệu vào máy rồi, bây giờ xóa đi là cả một vấn đề.
chứ không phải bọn anh không phải tự nhiên mà làm thủ tục xong rồi anh có thể tự nhiên đi xóa cái số liệu của khách được. Tại vì về mặt pháp luật, về luật xuất nhập cảnh thì chị không vi phạm về vấn đề xuất nhập cảnh. Chị có đầy đủ giấy tờ visa, đúng không? Đây là chỉ vì là do cái hành lý của chị là quá cân. Nhưng mà đáng nghĩa là cái việc đấy là bên em là phải trước khi chị vào làm thủ tục xuất cảnh là em phải giải quyết triệt để cái đấy.